Chào mừng các bạn trở lại với đồ chơi di động.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc ốp viền dành riêng cho BlackBerry Z10. Đây là loại ốp viền silicon được thiết kế dành riêng cho chiếc máy của các bạn, do đó có thể ăn khớp 100% với chiếc máy của mình và bảo vệ chiếc viền của các bạn một cách tối đa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Hiện tại mình đang có trên tay là tất cả là 5 màu: màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Đặc điểm của chiếc ốp viền này là nó là loại silicon, do đó chúng ta có thể uốn nắng bóp nó lại được như thế này. Đặc điểm nó là loại chất liệu mềm, do đó thì nó sẽ không làm cứng chiếc viền của các bạn, không sợ phải trầy viền như là những cái bumper nó bằng kim loại nhưng chúng ta gắn không khéo. Cái này là rất đơn giản, các bạn chỉ cần đặt như thế này rồi luồn chiếc máy đặt lên trên và ấn nó xuống thì nó sẽ ôm chặt lên cái viền máy của các bạn. Đây là nó có một cái nút giả trên này để chúng ta ấn xuống cho thuận tiện hơn. Nút nguồn. Đây là cái lỗ cắm tai nghe. Đây là các nút bấm của máy được chừa sẵn ra. Chiếc viền này được làm thiết kế khá là tốt và cái độ hoàn thiện của nó khá là cao. Các bạn thấy gắn vào chiếc máy nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái màu khác. Đây là màu đen. Và đặc trưng của chiếc viền này là nổi bật là bởi vì nó thiết kế hai màu trên cái nền màu đen thì nó sẽ nhấn bằng các loại màu khác. Các bạn nhìn thấy màu vàng, màu và màu đỏ rất là nổi bật. Có chiếc ốp viền này gắn lên trên máy thì các bạn sẽ cầm chiếc máy rất là dễ dàng hơn, không? Rất là đầm tay và không còn phải cố gắng mà nâng niu tỉ mỉ như trước nữa. Trên này nó in chữ Z10, tức là dành riêng cho chiếc máy của bạn luôn. Để biết thêm giá bán của sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website đồ chơi di động.com để xem clip giới thiệu về chiếc ốp viền silicon dành cho BlackBerry Z10. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.